Osamunmusa. Cầu thủ mang áo số 11 ra ghi bàn cho đội Thái Lan. Cầu thủ mang áo số 16, Pirapat Kewilai ghi bàn cho đội Thái Lan. Thank you.
số chung cuộc của trận đấu Thái Lan 2 Việt Nam 0. Kính mời quý vị cùng nán lại để chứng kiến lễ trao giải môn Futsal Nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam 2021. Ladies and gentlemen, we have games 2021 here in Hà Nam. We ask for your kind patience as we will soon begin the victory ceremony. Kính mời quý vị cùng nán lại để chứng kiến lễ trao giải môn Futsal Nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Không từ bỏ, chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo. Tay phải hiên ngang trên ngực trái, lời quốc ca ta cũng hát cho vang to. Trung Quốc toàn sứ bóp nát cam sần, thanh niên bây giờ bóp nát cả cam go. Những ngày luyện tập nhiều mồ hôi, khi nắng khi gió và khi sương. Chúng ta đến từ rất nhiều nơi, nhưng chung đích đến một huy chương. Mang về khoe mẹ và khoe ba, khoe với hàng xóm và khoe nàng. Sao kim sao thủy hay sao mai, thì ngôi sao sáng nhất đó chính là ngôi sao vàng. Vươn xa hơn tới những đỉnh cao, lưu danh mãi với những vì sao sáng ngời. Nào cùng nhau tỏa sáng, bầu trời Việt Nam vẫn sáng. Đứng lên chào mừng, nào mừng cùng nhau chiến thắng trước những gian nan. Niềm đam mê đang thét cao, niềm vinh quang đang đón chào. Nào mừng cùng nhau chiến thắng, bước tới vinh quang. Mừng đội tuyển Futsal Thái Lan. Congratulations Thailand. Ngay sau đây, xin được kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý khán giả đứng lên làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand for the national